Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá cả thị trường phân bón ngày 19 tháng 7 năm 2023, giá phân bón đi ngang ở các khu vực, thị trường giao dịch chậm, có tin đồn đạm Cà Mau tăng giá lệnh, trong khi đạm Phú Mỹ giữ giá lệnh không đổi. Khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 406-501, Phú Mỹ 450-500 ngàn, Bình Điền 406-501, ure Hà Bắc 450-409, Ninh Bình 450-409, Trung Quốc 406-501, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục dao động từ 406-501. DAP Hồng Hà Xanh 803-806, DAP Trung Quốc nâu 64%, 608-702, DAP Trung Quốc vàng 64%, 608-702, Đình Vũ 602-606, Đức Giang vàng 64%, 602-803, Philippines 1.1-1.2, DAP Nga đen 64%, 608-702, DAP Nga xanh 64%, 704-708, DAP Lào Cai 602-607, Hàn Quốc đen 1.1-1.2. Phần Cali Miễn, Cà Mau và Phú Mỹ dao động từ 600-650 ngàn, Ba Con Cò 720-708, Canada Miễn 600-650 ngàn, Israel Bột 508-602, Israel Trắng 650-608, Israel Miễn 600-650, Belarus Bột 508-602, Belarus Miễn 600-650 ngàn. Phần NBK 16-16-8, Bình Điền 750-800, Cà Mau và Phú Mỹ 704-709, Ba Con Cò là 900-950 ngàn đồng, Việt Nhật 765-800 ngàn, Zara Mila Complex 12-11-18 660-700 ngàn đồng một bao 25 kg, Hàn Quốc 16-16-8-9S 600-650 ngàn, 16-16-8 TE Việt Nhật 920-970 ngàn đồng, NBK 20-20-15 Ba Con Cò 1 triệu-1.1 triệu, Bình Điền 1 triệu-1.1 triệu, Sông Danh 1 triệu-050 ngàn-1 triệu-1 triệu, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 1 triệu-050 ngàn-1 triệu-1 triệu. Phần Lân Súp Bê Lân Long Thành 220-208, Lân Văn Điển 250-209. Ở khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 501-550 ngàn đồng, Phú Mỹ 500-540, Bình Điền 501-550 ngàn đồng, ure Hà Bắc 409-540, Ninh Bình và Trung Quốc cũng dao động từ 409-540. DAP Hồng Hà Xanh 1 triệu-1.1 triệu, DAP Trung Quốc nâu 64%, 708-802, DAP Trung Quốc vàng 64%, 708-802, Đình Vũ 608-750 ngàn đồng, Đức Giang vàng 64%, 704-800 ngàn, Philippines 1.1-1.2, DAP Nga đen 64%, 800-850 ngàn, DAP Nga xanh 64%, 902-906, DAP Lào Cai 606-700 ngàn, Hàn Quốc đen 1.1-1.2, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 975-1.050, 20-20-15 Bình Điền 903-907, 20-20-15 Ba Con Cò 1.050-1.2, 20-12-7 TE Bình Điền 950-980, 18-86 Việt Nhật 807-900 ngàn, 18-86 TE Việt Nhật 803-808, 16-8-14-12S Việt Nhật 850-900 ngàn, 14-14-14 Philip 1 triệu-1.050, 15-5-10-14S Lào Cai 506-601, 16-88 Phú Mỹ 801-850,
16168 cộng 13S cộng TE Phú Mỹ 850 đến 809, 20-55 Bình Điền 700 đến 704, 17-19-9 TE Phú Mỹ 890 đến 940.000 đồng, 18-4-22 TE Bình Điền 907 đến 1.010.000 đồng, 17-7-18 TE Cà Mau 804 đến 808, 17-7-17 TE Cà Mau 850 đến 808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803 đến 807, 16-16-8 Hà Lan 700 đến 770.000, Phân Lân, Văn Điển 204 đến 209, Lâm Thao 204 đến 207, Lân Đen 201 đến 206, NBK 16-16-8 Cà Mau 704 đến 709, Đầu Trâu 708 đến 803, Phú Mỹ 804 đến 809, Việt Nhật 800 đến 806, Hà Lan 700 đến 750, Philip Korea 806 đến 900.000, 16-16-8 TE Philip Korea 806 đến 900.000 đồng, Phân Cali Cà Mau 700 đến 750.000, Phú Mỹ 609 đến 703, Ba Con Cò 708 đến 802, Canada Miễn 603 đến 607, Phân SA, SA Nhật 308 đến 450, SA Trung Quốc 450 đến 408, SA Đài Loan 420 đến 407. Ở khu vực miền Trung, Phân Ure Cà Mau 501 đến 550.000 đồng, Phú Mỹ 500 đến 504, Bình Điền 501 đến 550.000 đồng, Ure Hà Bắc 409 đến 504, Ninh Bình và Trung Quốc cũng dao động từ 409 đến 504. NBK 20-20-15, Sông Danh 1.035 đến 1.090.000 đồng, Sông Hương 1.050 đến 1.090.000, Đầu Trâu 1.070 đến 1.150.000, Bông Lúa 904 đến 908, Ba Con Cò 1.110.000 đến 1.150.000 đồng, NBK 16-16-8 Cà Mau 707 đến 801, Phú Mỹ 706 đến 800.000, Lào Cai 707 đến 810, Đầu Trâu 709 đến 803, Lâm Thao 706 đến 800.000, Việt Nhật 708 đến 802. NBK khác 16-88 Phú Mỹ 708 đến 802, 15-5-10-14S Lào Cai 508 đến 602, 20-12-7 TE Bình Điền 900 đến 950.000 đồng, 19-16 Sông Danh 709 đến 850.000 đồng, 20-66 Ninh Bình 707 đến 802, 13-13-13 Lâm Thao 708 đến 803, 16-8-16 Phú Mỹ 403 đến 408, 16-8-8 Lâm Thao 800.000 đến 850.000 đồng, 12-5-10-14S Lào Cai 508 đến 602, 15-5-20 Sông Danh 800 đến 850.000 đồng, Phân Cali Cà Mau 606 đến 609, Phú Mỹ 650 đến 608, Ba Con Cò 701 đến 706, Canada Miễn 603 đến 607, Israel Bột 508 đến 602, Israel Trắng 703 đến 707, Israel Miễn 650.000 đến 690.000 đồng, Belarus Bột 508 đến 602, Belarus Miễn 603 đến 607, Lân Lâm Thao 250 đến 209, Lào Cai 204 đến 208, Văn Điển là 250 đến 209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Phân Ure Cà Mau 501 đến 550.000 đồng, Phú Mỹ 500 đến 504, Bình Điền 501 đến 550.000 đồng, Ure Hà Bắc 409 đến 504, Ninh Bình và Trung Quốc cũng dao động từ 409 đến 504. DAB Hồng Hà Xanh 1 triệu đến 1 triệu mốt, DAB Trung Quốc nâu 64%, 708 đến 802, DAB Trung Quốc vàng 64%, 708 đến 802,
Đình Vũ 680-750.000 đồng, Đức Giang vàng 64%, 740-800.000, Philippines 1.1-1.2, DAB Nga đen 64%, 800-850.000, DAB Nga xanh 64%, 920-906, DAB Lào Cai 660-700.000, Hàn Quốc đen 1.1-1.2, NBK 13-13-13TE Bình Điền 806-809, 16-16-8 Việt Nhật 820-850, 16-16-8TE Việt Nhật 806-809, 16-16-8 Ba Con Cò 809-920, 16-16-8 Phú Mỹ 820-850, 16-16-16 Ba Con Cò 803-808, 16-16-8 Lộc Điền 603-609, 16-88 Phú Mỹ 800-804, 16-88 Lâm Thao 801-850, 15-15-15TE Anemone 406-408. Với giá này là áp dụng cho bao 25kg nha bà con. 12-5-10 Lộc Điền 503-507, 16-88-9S 803-808, 13-13-13 Lâm Thao 504-508, Phân Lân, Lân Lâm Thao 207-301, Lân Lộc Điền 209-304, Văn Điển 250-208, Cali, Cà Mau 700-750, Phú Mỹ 609-703, Ba Con Cò 708-802, Canada Miễn 603-607, Israel Bột 508-602, Israel Trắng 703-707, Israel Miễn 650-609, Belarus Bột 508-602, Belarus Miễn 500, Belarus Miễn có giá từ 603-607. Giá áp dụng trên mỗi bao 50kg mua bằng tiền mặt nha bà con. Bao nào có cân nặng trọng lượng khác nhau thì kênh cũng đã cập nhật ngay tại mức giá đó. Bà con lưu ý nha. Kênh cũng xin được cảm ơn thương hiệu cửa hàng điện máy Phúc Anh, Phúc Anh Store đã đồng hành cùng với kênh để có thể mang đến nhiều thông tin hữu ích cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy điện gia dụng chính hãng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.